Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Trận này chơi gì đây? Muốn biết là chơi cái gì thì chỉ cần nhìn cái bộ truyền thuyết là biết ngay. Đấy, 9m 5 rồng không nói nhiều anh em ạ. Bộ truyền thuyết 3 con 5 đô thuộc cái tộc mết. Tức là 9m là chuẩn rồi. Đấy, nhưng mà lại có con rồng 5 đô nên là nó sẽ là thêm là 5 rồng nữa. Kết hợp với 5 rồng tối thượng. Đấy, nhiều khi nhá là chỉ cần là nhìn vào trong cái bộ truyền thuyết. Đấy, chọn đúng cái đội hình thì cái top 1 ấy gần như là nó đã được định hình rồi. Là cái bộ gì rồi. Đấy, còn anh em có chơi hay không thôi. Đấy, hay là tôi có chọn cái đội hình đấy để tôi chơi để coi như là múa cho các anh em xem không. Thì cái đấy đó là phụ thuộc vào tôi là có chọn hay không. Nếu mà tôi không chọn ấy thì có nghĩa là tôi biểu diễn rồi. Chắc chắn là đấy là biểu diễn rồi chứ không thể nào mà có chuyện là đánh để được top 1. Đấy, còn nếu mà đánh được top 1 thì chắc chắn là tôi sẽ chọn bộ 95 rồng không nói nhiều. Đấy, cái cơ hội mà được top 1 nó rất cao. Và tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người sẽ có cái ý nghĩ đấy giống tôi. Tức là nếu mà nhìn cái bộ truyền thuyết như này thì họ sẽ chọn là chơi là 9m 5 rồng thôi. Ngoài cái bộ 9m 5 rồng ra thì tôi nghĩ là ở trong cái trận đấu này nó cũng còn một vài cái lay up khác cũng có thể có khả năng là top 1 nhưng mà nó không cao. Nó sẽ không cao bằng. Đấy. Rồi. Lấy đồ đương nhiên sẽ lấy đồ bắn trưởng thôi. Cái khung thì nó vẫn là cái khung là 9m. 9m hàng riu ấy. Còn cái phụ trợ của nó thì sẽ là cái bộ 5 rồng. Đấy. Cái phụ trợ sẽ là 5 rồng, còn khung thì là khung 9m. Chứ còn nó sẽ không phải là 5 rồng kẹp với cái gì đấy khác. Đấy, 5 rồng thì chắc chắn nó sẽ kẹp mết rồi. Nhưng mà bởi vì là trận này nó có cái khung mết mạnh quá nên là nó vẫn sẽ phải là mết trước. Còn 5 rồng thì nó tính sao? 5 rồng nó chỉ là phụ trợ thôi. Ví dụ như chúng ta lên được level 9 ấy thì nếu mà không lên được level 11 ấy, chơi 9m vẫn mạnh hơn. Anh em ạ. Nhiều khi là như thế, tức là không phải là 5 rồng có những cái lúc mà 5 rồng nó vẫn yếu hơn. Đấy, ví dụ như là bây giờ nhá, mà 5 rồng đấy mà lại không bằng là 3 rồng 9m cơ. 3 rồng 9m vào phát là 3 rồng nó cũng tung trưởng được luôn rồi. Đấy mà nếu mà cái đồ của con dơ so nhá mà nó có cái gương ấy thì là yên tâm luôn là bắn trưởng là nó cũng sẽ rất nhanh, nó sẽ không có bị chậm đâu. Đấy, mà trong cái khoảng level 9 thì tất nhiên là nó sẽ không thể là 5 rồng 9m được, bởi vì nó sẽ thiếu 2 slot. Thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ lại ưu tiên là chơi 9m cũng được, cũng rất là ngon. Nếu mà đủ 9m mà nhiều 5 tiền thì chơi 9m rất ngon luôn. Nó cũng giống như là cái bộ 9m fake ấy, chơi sớm rất khỏe. Thì cái bộ 9m hàng riu nó còn khỏe hơn cái 9m fake cơ. 9m fake làm sao mà mạnh được bằng 9m hàng riu, khi mà vào thì vẫn phải đợi cái khả năng là tích mana xong rồi mới có thể tung trưởng được. Thì cái bộ này ấy, nó vào phát là nó tung trưởng luôn. Đấy, bởi vì ở level 9 nó sẽ là 9m 3 rồng rồi, là nó sẽ có 3 rồng rồi. Kiểu gì thì cũng sẽ là 9m 3 rồng thôi, đánh ở level 9. Đó, vào phát con rồng, ví dụ rồng 5 đô chẳng hạn mà nó tung trưởng luôn thì xác định luôn là cái chỗ nào mà nó bị khạc vào ấy thì chắc chắn là cái chỗ đấy là giải tán luôn. Rất khỏe. Ok, rồi up cấp lên. Căn bản là đầu game nó chưa ra là những cái con rồng sớm, cũng chưa ra là những cái con mết sớm, thì tôi đang có mấy cái cặp ở dưới này này. Đấy, thì đang định tận dụng mấy cái con như kiểu con Heaven Bomber hay là con Skybreaker cho lên 2. 2 sao là có thể là cân được rồi. Cái bọn này thì nói chung là đầu game mà. Đầu game thì nếu mà lên được 2 sao sớm khoảng trước round 15, trước round 15 là có thể là làm co ok rồi. Còn nếu mà thực ra là sông xanh này round 15, còn đến round 10 là có thể ok, còn đến round 15 thì chắc là tôi nghĩ là còn phải thêm một vài con 2 sao nữa thì mới chơi được. Chứ còn một mình Heaven Bomber mà cân được đến round 15 thì nó cũng hơi phi lý. Đấy, một con một tiền thôi. Nó chỉ là một con một tiền và liên 2 sao thì nó cũng sẽ khó có thể cân được đến round 15. Tôi nghĩ là nó sẽ cân được đến round 10. Đấy, còn lên round 15 thì thêm một cái con, ví dụ như là con Heaven Bomber này, hay là con Zipper chẳng hạn. À sorry anh em, con Skybreaker hay con Zipper chẳng hạn, thì nó sẽ có thể cân được. Với 3 con Goblin 2 sao thì tôi nghĩ là đến round 15 được. Ok, bây giờ là cần một con lên 2 sao đi. Nếu không thì cũng sẽ không thể có chuỗi đâu. Ra Clyde này. Ra heo Clyde chắc là thôi. Bỏ đỏ đấy nhỉ.
Chả cần đỏ đâu. Cho 3 Goblin vào cũng khỏe anh em ạ. Giai đoạn này mới có round 7 thôi. 3 Goblin cũng được. Đây như này đi. Này ok. Có thêm cái giáp của bọn Goblin. Round này chúng ta sẽ có thêm một cái cặp nữa. Cặp sao Wrecker có thể lên được 2 sao. Con này lên 2 sao cũng khá là khỏe đấy. Ây da, hai con thần chết nó bổ rồi. Nhưng mà có ăn được không? Cái giáp ấy bây giờ nó đang ở trên người của con Evil Clay rất khỏe. Ăn nổi không? Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Rồi. Có hồi máu, có hồi máu cho cái con Evil. Con Evil rất khỏe luôn. Giáp rất to. Vẫn chưa lên được 2 sao anh em ạ. Tôi đang ngóng từng cái round luôn. Rất nhiều cặp ở đây nhưng mà bọn nó không lên 2 sao cho tôi. Rất nhiều cặp ở đây luôn. Nếu mà ra Clay thì chúng ta lại đá qua Clay nhá anh em nhá. Thì thôi bỏ rồng đi đã. Tạm thời là như thế. Tí nữa cũng sẽ chuyển về rồng thôi nhưng mà nó ở cái giai đoạn khác. Nếu mà trong trường hợp mà đầu game nó không ra rồng thì tôi sẽ bỏ những con rồng ra, tôi sẽ không pick vội. Như thế nó sẽ rất là lan man. Những cái con nó dàn trải ra chúng ta sẽ không có lên được con là 2 sao đâu anh em ạ. Nên là nếu mà nó không ra ấy thì tôi tạm thời tôi bỏ ra đã. Tôi bỏ những con rồng ra đấy để có cái cơ hội ra được những con Clay trước. Ra đủ 4 Clay thôi là chúng ta là ok rồi. Ra 4 Clay kèm thêm một con ví dụ như là con Sky Breaker này hay là Sao Breaker hoặc là con Heaven Bomber lên được 2 sao thì là ok luôn. Chúng ta phải dồn để cho nó lên được 2 sao trước đã anh em ạ. Đầu game là phải đánh bằng 2 sao chứ còn không thể đánh được bằng tộc hệ đâu. Tộc hệ rất khó. Kể cả là bây giờ ra được 3 rồng nhưng mà nếu mà nó không lên được 2 sao thì cũng sẽ không có chuỗi ở đâu. Ấy, quá tuyệt vời. Nhưng mà cái round này nó lại ra tôi 3 con mết anh em ạ. Thế thì là chúng ta lại pick mết vào. Ok. Thì lại pick rồng với cả mết vào thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó ra mết. Ra mết thì chúng ta lại chơi mết. Như này đi. Được không? Goblin cái tầm này thì bây giờ một sao thì yếu rồi nên là thôi. Hai con Clay vào mạnh hơn. Cho hai con Clay vào làm tăng cơ ở phía trên. Sau đó là 3 mét vào. Chủ yếu là cái con Heaven Bomber lên được 2 sao thôi là ấm rồi. Tạm thời là ổn, kể cả thua thì cũng sẽ không mất nhiều máu. Ok, như này đi. Như này là nếu mà hên hên mà chúng ta thắng là chúng ta sẽ có một quyển sách nữa. Đấy, và sách này thì có thể là nếu mà không ra được human thì có thể tích sách ngay từ bây giờ. Nếu mà ra ít human quá ấy, chúng ta không đủ 6 con thì chúng ta chỉ chơi 3 con human thôi. Nhưng mà từ từ nhá, round này có vẻ gặp đối thủ khá là khỏe ở đây. Dơ so của đối thủ 2 sao. Không ổn rồi. Rất khó có thể ăn được cái round này. Chịu rồi, đối thủ mạnh quá anh em ạ. Đối thủ có dơ so 2 sao. Khá đáng tiếc ở round vừa rồi. Ok, cái con Doom này tôi sẽ giữ lại. Trận này có vẻ như là chúng ta sẽ phải đánh với cả mết. Trong những cái giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ cần phải có một cái silent của con Doom này để nó khóa cái trưởng của con Heaven Bomber. Khi mà chúng ta gặp lại cái thằng đang có chuỗi ấy, thì cần cái con này đấy. Nên là tôi sẽ giữ con này. Sớm muộn gì cũng sẽ phải dùng nó trong tương lai. Bây giờ mà nếu mà ngon nghẻ mà lên được thêm một cái con Thunder 2 sao nữa thì ấm luôn. Mà có vẻ như là hơi tham. Nên là tôi bây giờ tôi chỉ xin là thêm một cái con Flame Wizard thôi. Lên được 2 sao thôi. Con Dơ Sò đương nhiên là phải lên 2 sao rồi thì mới có cái cửa ăn được. Đây, lấy cái giảm hồi chiêu anh em nhá. Không biết là cái trận này ấy, đối thủ của chúng ta nó có cùng suy nghĩ với tôi không.
Trận này nhìn cái bộ truyền thuyết ấy, nó rất là mạnh ở trong cái bộ rồng kết hợp với cả 9m ấy. Đấy, chỉ cần là tích sắc lên ở level 11 thôi là chúng ta sẽ được một cái level tối thượng. Đấy, ở trong trận đấu này nhá, tôi nếu mà tôi không ra được human nhá thì tôi quyết định tôi tích sắc từ bây giờ luôn để lên được chí ít là level 11 đã. Không cần phải 12, chỉ cần 11 thôi. Đấy. Nhưng mà phải lên được level 11 thì nó mới mắc binh được. Ở đây là sẽ có trận này có Hunter đúng không? Chưa biết. Mấy cái bộ mà kẹp Hunter đầu game nhiều khi là người ta sẽ chuyển ở cái giai đoạn sau. Á à, ui rồi, quá tuyệt vời luôn này. Được đấy. Lại ra thêm human này. Nhưng mà sách này tôi không cắn đâu. Cứ để đấy đã. Kiếm 11 quyển sách. Tiết kiệm anh em ạ. Khổ trước sướng sau đó. Bây giờ mà dùng sách cắn lên up cấp lên sớm ấy, sau này vớ vẩn lại kiểu đến cái giai đoạn giữa game hay là cuối game ấy, nó cái đội hình nó yếu ấy, nó không lấy đủ sách lên 11 là toang. Ôi. Vãi cứt cái thằng Thái Lan ạ, à, ra con già rồi. Mà lắm 2 sao này. 6 con 2 sao ra già ạ. Ra già nhá, xong rồi lại còn ra flame 2 sao. Xong rồi lại còn ra dơ so 2 sao. Lại thấy chịu. Đùa thật sự ấy thế luôn. Chơi mà cứ như thế này thôi thì nó đơn giản quá nhỉ, easy thế chứ này. Full 2 sao bộ Goblin, xong rồi lại còn gần như là full 2 sao bộ Mết rồi. Gần như là full 2 sao bộ Mết. Full 2 sao bộ Goblin. Thề không thể tin được ấy. Thế thì chịu rồi. Lấy cái cửa gì mà ăn được anh em. Bị đẩy cho sấp mặt luôn. Mà cái quan trọng ấy là mỗi round nó sẽ có là một quyển sách, và chắc chắn là nó sẽ có là một cái công nghệ mất kiểu roll nữa. Đấy. Thế lên sớm muộn thằng đấy nó cũng sẽ lên con già 2 sớm thôi anh em ạ. Vãi đái. Nhìn kìa. Mà đấy nha, còn ở dưới còn cái thằng này Saman này cũng câu ra gấu rồi, gấu mết rồi. Chắc là toàn thằng to luôn. Cái thằng Tuấn DZ thì chắc là Tuấn đẹp trai đây. Đấy, Tuấn đẹp trai chứ không phải Tuấn cơm. Thì cũng ra được cái con Thunder 2 sao rồi. Dã man. Mình lạc vào cái xứ sở gì đây không biết. Thôi xong rồi, hỏng rồi. Trận này đuối quá, trông đuối so với cả người khác quá anh em ạ. Không dám up cấp luôn ấy. Cái tầm này bây giờ up cấp cũng không làm được cái gì ấy. Nên là thôi cố gắng là giữ tiền thôi ở level 6 ấy. À cũng được, cũng được. Thế này thì cũng được. Cũng được, cũng phải có một tí cân như nhỉ anh em nhỉ. Rồi ok. Thunder cầm đồ này. Thôi cứ để thế này thôi, chứ còn cũng chưa cần phải cho ba rồng vào đâu. Cứ kiếm sách đã anh em ạ, kiếm sách đã, kiếm sách đã. Trong trường hợp mà round này thua tôi sẽ bán cái con sói đi. Cố lên nào. Ba quyển sách rồi. Ba quyển sách rồi anh em ạ, cố lên. Thằng này chắc là Saman đây. Trận này thực ra là Saman đánh nó cũng không ngon lắm, mặc dù là cái bộ Saman này ở trong beta này đánh cũng rất là ok. Nhưng mà trận này không có con mèo Lambda đánh Saman, nó sẽ phải câu ra con gấu. Nó sẽ phải câu ra con gấu Saman là một, thứ hai là gì, là phải kích hoạt bằng Wizard. Mà lại phải đánh ở level 10 thì nó mới đủ là 3 mét kẹp 6 Saman được. Đấy, tức là cái bộ Saman nó quá nhiều điều kiện và nó rất là khó chơi ở trong cái trận đấu này. Đây là chúng ta chọn cái lineup nó mạnh hơn thì chính là cái lineup là 9 mét 5 rồng. 9 mét 5 rồng thì quá chuẩn rồi. Bài rất đẹp luôn. Nhưng mà hiện tại ấy, tôi lại đang thấy có một cái thằng mà nó đang có cái chuối cộng 10. Nó cũng đang có cái tư tưởng sống tôi anh em. Dã man. Tức là đang cùng một cái tư tưởng đấy. Cùng một cái hệ tư tưởng là sẽ chọn cái bộ 9m5 rồng. Nhưng mà nó xanh hơn đấy, vấn đề là nó như thế. Nhưng mà đối thủ xanh hơn. Và đối thủ có cái thời gian tích sách nhanh hơn. Khả năng lên được level 11 sớm hơn. Mà khi mà nó lên được 11 mà nó 5 rồng 9m trước chúng ta thì khả năng cao toàn. Cái bộ này là cái bộ chạy đua với cái số lượng xe la di kích hoạt mà. Lên được level 11 thì là ấm luôn ấy. Ui rồi ôi, đồ ơi là đồ. Chán đời đồ thật. Không có đồ bắn trưởng nhỉ. Đồ đánh tay như này có chết không. Ok, thôi tạm thời là sẽ lên cái level 7 đã.
đánh ở level 7 đã. Chưa cho rồng vội nha anh em nhá. Tôi vẫn sẽ cố gắng là cái round này, bởi vì làm sao mà tôi lại phải up cấp lên, bởi vì tôi cố gắng là tôi chiến thắng, tôi lấy cái quyển sách đấy. Nên là tôi cũng sẽ chưa cho rồng vào đâu. Đang cố gắng làm nào để tận dụng được những cái quyển sách, có thể lấy được những cái quyển sách ở từng round. Đấy. Fallen Witcher lên được 2 sao rồi này. Trận này cũng không ngại với cái thằng Witcher đâu anh em ạ. Mấy thằng Witcher gặp Lâm Rồng thì đứt điện thôi. Sợ lắm. Witcher rất sợ Lâm Rồng luôn. Mà nhất là cái trận này nó không có con Tsunami nữa, nên là cái bọn Witcher nó không có cái cửa gì nó ăn được cái bộ này đâu. Kể cả là bộ Witcher nó đang là meta, nó rất khỏe thì nó vẫn sẽ bị counter thôi. Riêng cái bộ Witcher nó sẽ sợ là cái bộ Lâm Rồng là một, là thứ hai là cái bộ Aegisid ấy. Hai cái bộ đấy là Witcher nó cực sợ luôn. Đấy, nhưng mà Aegisid thì nó chỉ sợ cái giai đoạn giữa game thôi. Giữa giữa game thì khá là sợ. Nhưng mà đến late game thì cái bộ Aegisid nó sẽ đuối dần đi. Trong khi đấy thì cái con Fallen Witcher nếu mà nó lên được 3 sao ấy, và nó có cái lượng đồ nó đủ, tức là nếu mà late game mà nó cứ rơi vào đâu đấy nó tầm full đồ nhá, mà nó có cái quả refresh orb ấy, quả cầu tạo mới ấy, sau đó lại nó có 5 đồ cam nữa, thì chắc chắn là nó sẽ đấm được Aegisid. Đấy, nhưng mà với cái bộ Lâm Rồng này thì khác. Cái bộ Lâm Rồng này thì chưa chắc. Lâm Rồng thì chưa chắc đã ăn được đâu. Lâm Rồng 9m ấy. Để mà ăn được Lâm Rồng 9m thì Witcher nó cần nhiều điều kiện lắm. Cần đồ kháng phép nhiều, xong lại cần phải có cả Tsunami á. Thằng này nó vẫn ăn được tôi này. Hunter to nhỉ. Chưa Hunter rồi. Thôi nhỉ, bỏ rồng vào chưa? Bỏ rồng vào đi. Tạm thời sẽ là như thế này. Nếu mà lên level 8 thì chúng ta cho được 3 rồng vào. Nhưng mà tôi đang chưa muốn lên 8 anh em ạ. Cái tầm này lên 8 thì nó cũng kiểu hơi thọt tiền ấy. Bây giờ đang trong cái quá trình tích tiền, khi mà tiền nó đang bị thọt rồi. Trận này thì chúng ta cũng sẽ không gặp lại cái thằng có chuỗi nữa, nên là cũng không việc gì phải quá là vội cả. Cứ từ tốn thôi. Ăn được thằng nào thì ăn. 6 cuốn sách rồi, cố lên. Đây lại một thằng Thunder 2 sao nữa. Ok, chơi cửa lại đấy. Cũng sẽ là 5 rồng 9m đây này. Trên này có rất nhiều thằng nó sẽ chọn cái bộ đấy. Ok, lại có thêm một cuốn sách nữa rồi. Tuyệt vời. Round 19 hy vọng là sẽ ăn được cái round 19 này. Vậy là chúng ta sẽ có là 8 cuốn rồi đấy. 8 cuốn rồi anh em ạ, cố lên nào. 8 cuốn là chỉ cần 3 round quái là lên được 11 cuốn rồi. Cố lên. Cố lên, cố lên. 1 round thôi. 8 cuốn này, round sau là 9 cuốn. Vậy là chỉ còn 2 cuốn nữa thôi. Đấy, tức là đến khoảng round 25 là chúng ta có đủ điều kiện để có thể lên được 11. Lúc đấy là yên tâm luôn, là đến level 10 là chúng ta up ở round 31 cũng được. Lên round 31 up 10 cũng được. Đủ điều kiện rồi mà. Đấy, còn nếu mà xanh thì có thể là 27 up 10. Thằng này chơi gì đấy? 6 đỏ à? Trên này có 6 đỏ. Có Battleman thì cũng sẽ có người chọn 6 đỏ. Nhưng mà... Ôi! Mất chơi rồi kìa. Vai đái. Xanh như thế mà vẫn còn bị cắt chuỗi ạ. Thế khó hiểu rồi. Khó hiểu rồi, khó hiểu rồi. Thế thì chết tôi. Tôi cứ ngỡ là tí nữa gặp lại là tôi sẽ là cái người cắt chuỗi. Nhưng mà có được đâu. Không được anh em ơi. Khốn khổ, khốn nạn, thật sự. Khổ nhất là gì? Cái chuỗi đấy nó rơi vào tay thằng nào nó không rơi, nó rơi vào tay thằng Saman anh em ạ. Mất chuỗi cho thằng chơi Saman. Thế có chết không? Trận này kiểu tôi cũng đang bị thọt tiền ấy. Không biết bao giờ mới có thể lên được level 10 đấy.
khá là thọt đấy. Ê kìa, đừng bảo toàn quái nhá. Không, không toàn, tôi đùa anh em thôi. Sao mà toàn được. Lên 8. 3 rồng à. Tầm này phải 3 rồng rồi. Ok. Chúng ta có thể đổi đồ tím ở round này cũng được. Đổi đồ tím luôn cũng được. Gặp Sama này. Ok, thôi chịu. Thua vậy. Có gì đâu. Thua thôi. Tầm này thì chịu rồi anh em. Bờ ra 5 rồng thì nói chuyện. 5 rồng thì chưa chắc đã ăn được cơ. 5 rồng nó có phải như nào mới ăn được cơ. Thế thôi anh em, mà bây giờ đã 60 máu rồi đấy anh em ạ. Máu tụt nhanh thế nhưng này. Đầu game vẫn giữ máu tốt đấy chứ. Tầm này bây giờ bị tụt máu là nhiều rồi này. Riêng cái bộ 5 rồng 6m thì phải đánh ở level 9 nhá. Ít nhất là phải level 9. Nên là từ từ đã, bây giờ tích tiền lên. Lên 9 rồi tính. Tầm này mà nếu mà tôi up cấp lên 9 luôn ý, thì lại có một cái vấn đề đấy là hết tiền để roll. Đấy nên là chắc là lên 9 ở lao 26 đó. Bình tĩnh đã, nhịn nhịn mới rao đi. Không là chết đấy, không có tiền roll là toang luôn. Được không? Cho xin quyển sách nữa đi, làm sao nhở, gặp mạnh thế. Đùa. 6 human rồi. Hai quyển sách nữa thôi. Từ bây giờ đến round 26 liệu rằng có thể có được đổi hai quyển sách nữa không? Cái thằng vịt vui vẻ eco đến chết kìa. Dã man. Làm nào để kiếm được hai quyển sách nữa đây. Tầm này nó bị yếu, đội hình nó bị yếu rồi. Mới chỉ là 6m thôi anh em ạ. 6m 3 rồng. 6m 3 rồng thôi chứ không phải là 6m 5 rồng. Đấy. Giờ so này nếu mà bây giờ có gương thì nó cũng đỡ, nhưng mà không có gương, không có cái gương nên là tốc độ bắn trưởng nó cũng hơi chậm. Assassin, thằng này chắc ăn được. Thằng này khả năng là ăn được. Ăn được không? Ui, ăn được cũng khó luôn á. Không ăn được. Thế rồi, thế cái tầm này bây giờ không ăn được thằng nào rồi anh em ạ. Chết rồi, chết rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng thật sự luôn á. Đang đánh chữ thua đây này. Đang phải đánh chữ thua luôn này. Sida đấy nhở. Kiếm một quyển sách tôi cũng đã khó rồi. Rao quái kiếm sách thôi. Đây phải phụ thuộc vào cái rao sau. Rao sau kiếm thêm một quyển nữa mới là 10 cuốn. Vậy là đến ra 30 chúng ta mới lấy được 11 cuốn. Vậy là đúng là ra 31 thì chúng ta mới lên được 10. Ra 31 lên 10 thì mới lên được 11 anh em ạ. Lại còn Hunter nữa này. Ây à. May quá, con Thunder nó xoay quạt được. Nhưng mà vẫn thua. Điêu thật. Nhưng mà vẫn thua chứ. Ui rồi ôi, vẫn đang đánh chữ thua này anh em này. Đấy, nó bị đuối rồi. Đội hình nó bị đuối rồi. Có thể là tôi sẽ, nếu mà có tiền tôi sẽ tích 6 human để cái round quái tiếp theo. Ở cái round 30 ấy, nếu mà giả sử như mà chúng ta không có được những cái cuốn sách ở những cái round tiếp theo, từ round 26 đến ra 30 ấy, thì tôi sẽ phải tích 6 human đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi đang nghĩ là nếu mà
từ round 26 đến round 30 mà tôi không thắng được một cái round nào thì liệu rằng là tôi có bay màu trước khi tôi lên được round 30 không? Nếu mà thua hết tất cả những cái round đấy thì khả năng bay màu rất cao rồi. Làm nào để có thể sống sót được á? Bây giờ đương nhiên là sẽ phải form 5 rồng thì mới sống sót được đó. Human này. Bây giờ form 15 rồng thôi. Đây rồi, đủ rồi. Giá 2, 5 rồng. Ok. Đấy, như này là ok này, vẫn 6m đúng không? Kẹp được thêm con Doom. Ra ngoài chắc là vứt mấy cái món đồ, lấy cái đồ tím cho cái bọn mết này mới được. Ok. Ui giời ơi, đồ chán thế. Cái món đồ đều nhất trong cái đống đồ tím luôn. Rác thật sự. Đồ thế thì chắc chắn là vứt đi rồi. Tí nữa lại phải rèn cái món đồ tím đi. Bị thọt rồi đấy. Thế là thọt đồ rồi đấy. Thằng chơi 6 đỏ kẹp với cả ác mộng ạ. Quái đài. Ơ kìa. Ra đừng chết. Đúng rồi. Chắc là vẫn ăn ở đó. Chiến thắng round này chúng ta lên được 11 đấy anh em ạ. 11 cuốn rồi. Ok. Vậy là chúng ta đã có 11 cuốn sách. Và round này chúng ta có thể dí thẳng lên level 11. Đủ rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ê thiếu tiền. Thiếu một tiền. Thôi bán tạm con này đi. Cứ biết là lên 11 đã này. Ok. Rồi. Vậy là bây giờ là nếu mà đủ ra đủ 9 con mết là nó sẽ là 5 dòng 9 mết luôn đấy anh em. Đấy, cứ biết là tối thượng rồi đã. Lên được 12 thì chắc là không có mong chờ gì cả nha anh em nhá. Lên 12 thì nó khó lắm. Bây giờ chỉ form ở 11 thôi, sau đó là form luôn. 12 thì sau này nếu mà nhây được đến những cái đao quái thì tính sao. Ơ kìa, bị nó bớ luôn này. Mà sao hai con Doom mà không Doom được một phát nào vào cái con Fallen là sao? Đấy, đi rồi, thằng đi rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Chỉ cần 5 rồng thôi, chưa cần 9 mét thôi đã ăn được cái thằng đấy rồi. Rồi, bây giờ là mỗi round cho chúng ta sẽ có một cuốn sách. 10 round nữa. 10 round nữa kèm thêm những cái round quái ăn được 3 cuốn thì là khả năng là chúng ta sẽ lên được 12. Đấy. Nhưng mà thôi cũng chả có trông mong gì. Hiện tại là cứ biết là form dần sang 9m cái đã anh em nhá. Đấy, cái tầm này là 9m5 rồng là mạnh lắm rồi đấy anh em ạ. Nếu mà form ở 9m5 rồng thì kể cả cái thằng Saman vừa nãy nó đấm tôi ấy. Bây giờ nó qua đây thì tôi cũng vô tư luôn. Saman bây giờ là đang có con gấu Saman, gấu mết lên được 2 sao rồi nhá. Gấu mết lên được 2 sao rồi, càng đấy. Tuy nhiên là chưa lên được level 10 nên là nó sẽ chưa có thể chơi được 6 Saman đâu. Nên là level 10 mới được 6 Saman cơ. Ui thằng này nó cũng ra là con già 2 rồi. Tuy nhiên nó chưa có 5 rồng. Thế thì ồ, thằng chết đi, thằng chết sớm đi. Đừng để nó comeback anh em ạ. Đừng để nó comeback. Tốt nhất là cái thằng này chơi cùng là phải chết sớm đi. Không thì tí nữa nó cũng đủ 5 rồng 9 mét ấy, thì lại toang ấy. Lại toang á. Ui nó lên được level 10 kìa. Thằng này nó lên được level 10 50 tiền kìa. Vậy là ấy. Thế thì khả năng là nó cũng sẽ form được thôi. Từ nãy giờ nó đủ sách để nó lên 11 rồi. Tôi nghĩ là như thế. Nó thắng từ tận 11 round chuỗi thắng cơ mà. Chuỗi thắng cộng 10 vàng khè chắc là đủ tiền rồi đấy. Đủ vàng rồi đấy. À quên đủ sách rồi đấy. Hy vọng là nó thiếu 1-2 quyển nhỉ. Và từ bây giờ nó gặp round tiếp theo nó gặp thằng Saman đẩy chết luôn. Thế là ôm 50 tiền để chết.
Ờ, có khi làm như thế không? Saman gặp nó đi nhá. Cho gặp Saman đi. Đẩy chết đi. Saman đẩy chết hộ gái. Ây à, Hunter lên cung đen 3 cũng càng đấy. Nhưng mà bị bớ vào thì cũng thế thôi. Đây là bóng à? Rồi. Đấy. Cắn được khá nhiều sắc ấy chứ. Tao này lại kiếm human cái nhá. 6 human. Bỏ rồng ra đó. Cứ những cái rau quái tôi sẽ kiếm 3 cuốn sách. Thì xem nào. 30 này. Là được 3 cuốn rồi này. Bây giờ chúng ta còn thiếu bao nhiêu cuốn? Chúng ta bây giờ là còn thiếu 24 là còn 12. 12 cuốn nữa. 12 cuốn nữa thì mỗi rau quái là chúng ta sẽ lấy được 3 cuốn là 9 cuốn. Tầm khoảng 40 chúng ta lên được 12 đấy. Nếu mà câu đến ra 40 không có gì thay đổi thì đến ra 40 chúng ta sẽ lên được 12. Rồi. Lần này thì chúng ta sẽ không phải rèn đồ nữa. Cái đao này thì không phải rèn đồ. Nó ra là cái đồ chúng ta chọn được à. Ok, lại 5 rồng vào thôi. 5 rồng 6 mét đã, tạm thời như này đã. Chưa ra được 9 mét thì chơi như này thôi. Nó sẽ có một cái combo nhẹ giữa cái Kulka, con thuyền trưởng và con Light Split. Nó sẽ có một chút. Một chút combo này thì nó cũng sẽ gia tăng cái lượng đam. Ok. Không biết là có thể lên được cái level 12 không. Nếu mà lên 12 thì nó cực kỳ tối thượng luôn. Lên 12 nó chính là cái slot của con Light Split này này. Đấy. Lên 12 là chắc chắn là sẽ có nhét được thêm con Light Split vào. Rồi. Ui dồi ôi. 9 Assassin. Đứng im đến chết luôn. Thôi xong. À đây. Đây mới có 8 thôi anh em ạ. Chưa đến, chưa lên được level 9 luôn. Rồi. Đi hết rồi. Rớt toàn đồ xám sang. Sao không phải là một cái món đồ xanh dương nhỉ? Rớt đồ chán thật đấy. Bây giờ tôi tính là đổi một cái món đồ cam. Những cái tầm này đổi đồ cam thôi. Sẽ vứt cái thanh gươm Shadow Blade đi. Ok. Ừ, rồi là cái trượng phép này là quá tuyệt vời rồi. À, may quá có đồ để chọn đấy. Chứ còn không có cái đồ nào thì nó cũng toang. Lại phải random lại mất cái đồ cam nữa thì thôi. Thằng này có BKB này. Có BKB cho cung đen. Như mà một mình con cung đen solo với đống này không? Trông giống như là solo được không bạn ơi? Đống nó sấp mặt luôn. Ok. Tôi đang sợ là cái trận đấu nó sẽ kết thúc trước khi tôi lên được 12 mất. Cái thằng kia nó cũng lên được level 11, 5 rồng 9 mét rồi anh em ạ. Vãi đái. Hai máu lật kèo à. Nó lên được 11 rồi, nó xả hết tiền nó lên được cái bộ 5 rồng 9 mét. Thế thì thôi xong rồi. Solo thằng ấy lên game là chắc chắn rồi đấy. Nó không thể có cái cửa là thua được cái bọn kia đâu. Anh em ạ, cái tầm này ra 33 thì cái bộ 5 rồng 9 mét nó đang chụp luôn. Trừ khi bọn kia nó kẹp được 6 cá pha ke vào thì may ra mới ăn được. 6 cá pha ke, chả có thằng nào chơi pha ke. Không có thằng nào chơi bộ fake luôn. Nên là trận này khả năng cao là sẽ gặp thằng đấy thôi.
5 dòng 9 mét đi đến nhà nào nhà đến chết thôi. Tôi còn chưa đủ 9 mét, thằng này nó đủ 9 mét rồi. Anh em nhìn, tôi chưa đủ 9 mét mà tôi đã ăn được bọn nó rồi, thì anh em biết là cái bộ 9 mét 5 rồng nó mạnh cỡ nào. Hỏng rồi. Chuyện này bây giờ có khi là đánh ở level chúng ta sẽ phải đánh ở level 11 thôi, không lên được 12 đâu. Hết rồi anh em ạ. Trận đấu nó kết thúc rồi. Còn có 3 nhà. Cái round tiếp theo chỉ ăn được 3 cuốn sách thì vẫn chưa đủ để có thể lên được. Rau này thắng, rau sau ăn được 3 cuốn sách nữa thì vẫn chưa đủ để lên 12. Không tối thượng được. Mà tôi đang sợ là cái rau này tôi sẽ mất chuỗi này. Khả năng rau này mất chuỗi là cao. Gặp 5 dòng 9 mét thì là mất chuỗi đấy. May quá chưa gặp cái thằng đấy anh em ạ. Gặp cái thằng Hunter này thì vẫn chơi được. Thằng Hunter đi rồi. Chả có cái cửa gì luôn. Thằng Hunter gặp cái thằng 5 dòng 9 mét kia thì cũng giống như gặp tôi thôi mà. Cũng là sẽ là ra đi thôi. Ăn hộ. Rồi đi rồi. Đấy. Mạnh lắm anh em ơi. Đã bảo cái bộ này nó lên cái tầm tối thượng rồi. Vậy là round sau nó sẽ gặp tôi. Round sau thì chắc chắn là tôi sẽ form về 9 mét thôi anh em ạ. Đương nhiên là nó sẽ là 5 dòng 9 mét, đấm với 5 dòng 9 mét rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta kẹp cá vào thì sao? Chúng ta chơi 6 mét chúng ta kẹp cá vào thì có ăn không? Kẹp cá thì nó cũng sẽ là giảm kháng phép nhưng mà cũng chưa chắc đã ăn được đâu nhá. Nếu mà cái bọn 9 mét nó đủ đồ ấy là kẹp cá vào nó phải kẹp 6 cá nó mới ăn thua cơ. Chứ còn 4 cá nhiều khi là vẫn phọt một phát là bay màu hết. Mà nhất là cái cú phọt trưởng của cái bọn 9 mét ấy, nó làm cho cái con già của tôi hay là những cái con mết của tôi ấy, nó bị đóng băng. Đấy, sợ nhất là cái điều đấy. Đây rồi, 9 mét rồi anh em ạ. Đủ bộ nhá. Hai cái xích à. Thôi được rồi, lấy đi. Tôi nghĩ là tôi cho 9 mét vào luôn. 9 mét. Thiếu một con à? Thiếu con gì? À đây đây đây. Ok. Sẽ phải là 9 mét thôi. Anh em ạ, sẽ phải là 9 mét thôi. Nó cũng là 9 mét 5 rồng. Mình cũng phải chơi 9 mét 5 rồng. Rồi, xem là có đổi sang cái món đồ, bây giờ đổi đồ tím rồi à? Thì cũng không ngon lắm anh em nhỉ. Thôi từ từ rao sau. Không kịp à. 5 rồng 9 mét, tôi cũng 5 rồng 9 mét. Ờ, con già tôi quẹt ngu anh em ạ. Ui giời ơi, già quẹt lơi không người. Nhưng, già quẹt ngu vẫn ăn. Không hiểu kiểu gì luôn. Trời ơi, hai cái bộ gọi là 5 rồng 9 mét tối thượng đấm nhau. Con già của tôi quẹt ngu mà tôi vẫn ăn được. Và tôi cũng không hiểu là tại lý do tại làm sao luôn ấy. Thề ảo thật sự. Đại chiến 5 rồng nhưng mà cái người già ngu hơn lại là cái người chiến thắng. Dã man. Rồi anh em thấy hay ấy, để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem một cái con nó gọi là chiến thần luôn. Con chiến thần lữ bố đấy, nó có một cái khả năng là gì, chém một phát chết một con nhưng mà ấy, trong vòng một giây nó có thể gây được 10k đam anh em nhá. Tức là nếu mà có một cái con tướng ấy nó có 10k máu thì cũng chỉ mất một giây để nó chém chết thôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, con gấu mết nó lên 2 sao và nó kết hợp với bộ Saman thì nó mạnh cỡ như nào ở trong meta này anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.